Xin kính chào quý vị và các bạn, và như đã hẹn thì chúng ta lại gặp lại nhau vào lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn ơi, người đàn ông đa tài có lẽ là hai từ phù hợp nhất để miêu tả về Elon Musk. Ông đã trở thành triệu phú ở tuổi 27 và đến năm 45 tuổi thì đã trở thành một tỷ phú bậc nhất, nắm giữ nhiều cương vị quan trọng. Từ nhà sáng lập, CEO và giám đốc kỹ thuật của tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX, đồng sáng lập CEO và kỹ sư sản phẩm của Tesla Motor, đồng sáng lập của Jet2 cũng như là nhà đồng sáng lập của PayPal. Với bấy nhiêu những thành công đó thì tỷ phú Elon Musk có lẽ chính là một mẫu hình lý tưởng để chúng ta phấn đấu, đúng không nào? Hiện nay đang ở độ tuổi 48, đối với nhiều người khi có được thành công thì thường họ sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi. Thế nhưng với Elon Musk thì hoàn toàn ngược lại. Dù đã đạt được nhiều thành công nhưng ông không chỉ dừng lại ở đó. Elon Musk vẫn tiếp tục nỗ lực không ngừng để đổi mới và vươn tới những đỉnh cao trong sự nghiệp của ông. Và trong video ngày hôm nay thì Bí Quyết Thành Công sẽ chia sẻ với các bạn 10 câu nói để đời của Elon Musk nhằm truyền cảm hứng tới những ai dám dũng cảm ước mơ và dám hành động. Các bạn hãy đón xem và cảm nhận để có được sự thành công như Elon Musk nhé! Câu nói đầu tiên mà ông muốn chia sẻ đó là: thất bại là một lựa chọn tất yếu trên con đường thành công. Nếu không có thất bại sẽ chẳng bao giờ có sự cải tiến. Các bạn có biết rằng năm 2008 là một năm đầy áp lực đối với Elon Musk. Khi đó thì ông phải đối mặt với quyết định từ bỏ sau khi thất bại trong các khoản đầu tư. Nhưng Musk đã không từ bỏ. Musk nói, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ trừ khi tôi chết hoặc hoàn toàn bất lực. Lần thử nghiệm tên lửa SpaceX của Musk lần đầu tiên tốn 30 triệu đô la Mỹ và nó đã thất bại. Lần thứ hai tốn 60 triệu đô la Mỹ và tiếp tục thất bại. Đến lần thứ ba thì Musk mới thành công. Bạn có biết điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì không? Thực tế đã chứng minh được rằng những người biết rõ được điểm mạnh, điểm yếu của mình luôn có được thành công. Đối với Elon Musk thì ông chia sẻ rằng không ai là hoàn hảo và điều quan trọng là bạn phải biết được điểm yếu của bản thân mình. Dù cho cả thế giới ca tụng Musk là một doanh nhân thông minh và làm việc chăm chỉ nhất thế kỷ 21, thế nhưng thì ông vẫn luôn biết được điểm yếu của mình là gì. Năm 2006, khi hình thành ý tưởng về công ty chế tạo năng lượng mặt trời, Musk đã nhận ra rằng việc bắt tay vào thực hiện ý tưởng này sẽ khiến cho anh lơ là công việc của SpaceX và Tesla. Vì thế thì anh đã bắt tay với Peter và Lyndon Reeve thành lập nên SolarCity. Đến với câu nói số 3 của Elon Musk thì ông nói rằng để thành công thì bạn phải trở thành khách hàng thân thiết nhất với sản phẩm của chính mình. Nhiều nhà sáng chế và các doanh nhân bắt tay vào chế tạo sản phẩm xuất phát từ nhu cầu của chính bản thân họ. Musk thích xe điện Tesla đến nỗi mà anh đã cùng với gia đình đi từ Los Angeles đến với New York trên chiếc Tesla Model S. Hành trình 3.200 dặm kéo dài trong 6 ngày và chỉ mất có 9 giờ sạc pin thôi các bạn ạ. Bạn đã bao giờ nghĩ là trong 5 năm tới mình sẽ làm gì chưa? Bạn có thấy được mục tiêu công việc vào lúc này? Bạn có biết là mình muốn đạt được gì vào cuối ngày hôm nay không? Nếu bạn muốn đạt được thành công, bạn cần phải đặt ra mục tiêu cho mình. Nếu không có mục tiêu, bạn sẽ thiếu tập trung và định hướng. Thiết lập những mục tiêu không chỉ giúp bạn điều khiển được định hướng của cuộc sống, mà còn là chuẩn mực để xác định xem bạn có đang thực sự thành công hay không. Và bây giờ hãy đến với câu nói số 4 của ông. Bạn phải luôn đặt ra cho mình những mục tiêu lớn hơn hiện tại. Con người là sinh vật thông minh nhất trên trái đất, thế nhưng đôi khi chúng ta thường quên mất sự thật này. Chỉ trong những trường hợp khó khăn nhất, chẳng hạn như là sắp chết đói hay là sắp phá sản, thì con người mới có động lực để biến những điều không thể thành có thể. Với Musk, việc chinh phục sao hỏa không đơn thuần chỉ là một ý tưởng kinh doanh đâu, mà đó còn là tương lai của toàn nhân loại nữa. Đứng về mặt kinh tế, xã hội thì một doanh nghiệp muốn tồn tại trên thị trường phải có khả năng làm thỏa mãn những khách hàng của nó. Nếu một doanh nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ này thì nó không thể tồn tại. Việc hoạch định sản phẩm mới hay phát triển sản phẩm đối với một doanh nghiệp là rất quan trọng. Các bạn có đồng ý với tôi rằng một công ty không thể bán được một sản phẩm xấu một cách thành công trong dài hạn, có phải không nào? Elon Musk thì chia sẻ rằng đừng chi tiền vào những mục đích không cần thiết, hãy dùng chúng để cải tiến sản phẩm tốt hơn. Musk thì luôn tập trung vào cải tiến tốt nhất sản phẩm và dịch vụ của mình. Ông nói, nhiều công ty chi tiền nhưng chưa chắc sản phẩm đã được cải tiến tốt hơn. Ở Tesla thì chúng tôi không bao giờ dùng tiền cho việc quảng cáo mà dành để nghiên cứu phát triển, chế tạo và sản xuất ra những chiếc xe điện phục vụ nhu cầu của khách hàng tốt hơn.
Sinh năm 1971 tại Nam Phi, khi lên 9 tuổi thì Elon Musk đã sở hữu chiếc máy tính cá nhân đầu tiên. Và vào năm 12 tuổi, Musk đã kiếm được $500 nhờ bán một trò chơi máy tính mang tên là Blaster do chính anh thiết kế. Và đến năm 1999, Musk đã bán Jitu với giá 307 triệu đô la Mỹ và thành lập PayPal. Đến năm 2002 thì anh lại tiếp tục bán PayPal cho eBay và thu về 1,5 tỷ đô la Mỹ và sáng lập ra SpaceX. Không dừng lại ở đó, vào năm 2004 thì Musk đầu tư vào Tesla Motor. 3 năm sau đó, anh đã kiếm được 1,6 tỷ đô la Mỹ nhờ hợp đồng với NASA. Và vào năm 2008 thì Musk đã trở thành CEO của Tesla. Chỉ 14 năm sau khi kiếm được 1 triệu đô đầu tiên, thì Musk đã trở thành một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Anh là doanh nhân thứ hai tại thung lũng Silicon sau James Clark, quản lý tới 3 công ty có vốn hóa thị trường trên 1 tỷ đô, bao gồm PayPal, SpaceX và Tesla Motor. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếp những câu nói tiết lộ bí quyết thành công của tỷ phú Elon Musk nhé! Với câu nói số 6 của mình thì Elon đã chia sẻ quan điểm của ông về cách giải quyết vấn đề. Điều quan trọng để giải quyết vấn đề là nguyên tắc chứ không phải là cách làm. Trong khi hầu hết chúng ta thường cho rằng khó có thể giải quyết vấn đề nếu bạn cứ giữ suy nghĩ về nguyên nhân gây ra vấn đề, thì Elon Musk làm ngược lại. Với cách làm, bạn hoàn toàn có thể học hỏi hoặc là sao chép ở đâu đó, miễn là nó phù hợp. Nhưng mà nếu không duy trì nguyên tắc, bạn khó có thể thành công được. Việc đặt ra những nguyên tắc nhất định trong khi làm việc giúp bạn có thể tự thúc đẩy bản thân của mình, cố gắng để hoàn thành tốt công việc của chính mình. Đồng thời thì những nguyên tắc đó cũng là một trong những tiêu chí để bạn có thể soi chiếu và đánh giá từng nhân viên trong quá trình làm việc. Các bạn đánh giá một công ty thành công là như thế nào nhỉ? Đa số mọi người đều cho rằng công ty thành công đều có quy mô lớn, thậm chí là rất lớn, có phải không? Thế nhưng mà Musk lại không đồng tình đâu. Ông nói rằng một công ty thành công không phải ở quy mô hàng nghìn nhân viên, mà quan trọng là công ty đó có bao nhiêu người giỏi. Sẽ là một sai lầm nếu bạn thuê hàng trăm người chỉ để giải quyết một việc khó. Số lượng không thể nói lên điều gì, hơn nữa còn có thể khiến cho nhóm của bạn trở nên mâu thuẫn, mất đoàn kết và cả hỗn loạn nữa. Musk tin rằng công ty chỉ cần là tập hợp của một nhóm người cùng chung mục đích tạo ra một sản phẩm hoặc là dịch vụ tốt nhất. Theo công ty nghiên cứu thị trường CB Insight, nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho một startup thất bại là sản phẩm chưa thiết thực với nhu cầu của người tiêu dùng, chiếm đến 42%. Trên thực tế thì nhiều sản phẩm mới lạ nhưng chưa thật sự đem lại giải pháp cho một vấn đề của cuộc sống, hoặc là cách giải quyết chưa đủ lớn để nhận được sự quan tâm từ người tiêu dùng. Trái lại, một sản phẩm khả thi thiết thực sẽ được cộng đồng chú ý. Trường hợp của Uber hay là Grab là một ví dụ điển hình. Với ý tưởng mới mẻ và đem lại lợi ích cho xã hội thì Uber hay Grab nhanh chóng được người tiêu dùng trên thế giới đón nhận. Và Elon Musk cũng khẳng định rằng, sản phẩm là yếu tố duy nhất quyết định thành bại của công ty. Tôi luôn tập trung vào chất lượng của sản phẩm. Khi nhắc đến một công ty, nhiều người sẽ nghĩ đến quy mô, phong cách của nhà quản lý. Nhưng mà tôi chỉ luôn tập trung vào sản phẩm thôi. Chỉ khi nào sản phẩm của bạn đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, lúc đó bạn và công ty của bạn sẽ thành công. Chất lượng là điều cực kỳ quan trọng để bạn chiếm được lòng tin của khách hàng. Bạn chỉ có thể duy trì được việc kinh doanh lâu dài dựa trên uy tín của doanh nghiệp mình. Chất lượng sản phẩm là điều tất yếu khi yêu cầu của người tiêu dùng ngày càng tăng cao. Trong thực tế, có rất nhiều ví dụ về những người nổi tiếng đi lên bằng sự chăm chỉ, phải không các bạn? Cầu thủ bóng rổ huyền thoại Michael Jordan đã từng bị loại khỏi đội bóng rổ ở trường trung học. Nhưng mà anh đã chăm chỉ luyện tập và trở thành một trong những vận động viên thể thao vĩ đại nhất mọi thời đại. MC nổi tiếng Oprah Winfrey đã từng bị nhận xét rằng cô không phù hợp với truyền hình đâu. Những ví dụ trên đã chứng minh rằng không có những người thành công nào tìm thấy thành công và sự công nhận ngay lập tức. Đó là thành quả của sự kiên trì và làm việc chăm chỉ. Và ngay bây giờ đến với câu nói số 9 của mình, Musk cho rằng làm việc chăm chỉ sẽ dẫn đến thành công. Elon Musk làm việc khoảng 100 giờ mỗi tuần ở Tesla và SpaceX. Ông tin rằng đây là nền tảng đem đến thành công. Nếu bạn làm việc chăm chỉ từ 80 đến 100 giờ mỗi tuần, chắc chắn là bạn sẽ giải quyết được rất nhiều khó khăn để đi đến thành công. Một người làm việc có 40 giờ một tuần, trong khi bạn làm việc 100 giờ một tuần, bạn sẽ hoàn thành mục tiêu trong 4 tháng, còn người kia sẽ là cả năm. Cái mác thiên tài không đảm bảo cho một tương lai thành công. Thành công thật sự đến từ những nỗ lực, sự chăm chỉ làm việc. Mục đích của cuộc đời là gì? Đó là một câu hỏi thông thường luôn luôn được người ta hỏi. Không dễ dàng gì có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi có vẻ như là tầm thường, nhưng phức tạp này. Và đến với câu nói cuối cùng của tỷ phú Elon Musk.
Ông nói rằng điều kỳ diệu thường bắt nguồn từ những mục đích cao cả. Ý tưởng về Tesla, SpaceX hay là SolarCity đều bắt nguồn từ mục đích mang đến những thay đổi tích cực cho nhân loại của Elon Musk. Anh tin rằng nếu mỗi ngày bạn đều đặt câu hỏi mình có thể làm gì để góp phần thay đổi thế giới, bạn sẽ có động lực làm nên những điều kỳ diệu. Các bạn thân mến, đến đây thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 10 câu nói tiết lộ bí quyết thành công của tỷ phú Elon Musk. Và qua đó, ông muốn truyền cảm hứng tới những người dám mơ ước và khao khát có được thành công trong sự nghiệp. Theo bạn, thì câu nói nào của ông để lại ấn tượng mạnh nhất? Hãy cùng chia sẻ về bí quyết thành công ở phần bình luận của video này. Còn bây giờ thì mình xin phép được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.